tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ trao giải thưởng Doanh nghiệp châu Á Thái Bình Dương cho các doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực hướng tới cộng đồng. Với nhiều đóng góp về doanh thu, thị phần và các hoạt động xã hội, Bảo Việt Nhân Thọ đã vinh dự được vinh danh ở hạng mục Thương hiệu truyền cảm hứng 2023. Hơn 10 năm qua, đơn vị này duy trì quỹ học bổng cho trẻ em hiếu học, tặng hàng trăm nghìn xe đạp cho các em học sinh. Chương trình Ngày hội Quốc tế Yoga cũng được tổ chức thường niên với thông điệp sống khỏe, sống xanh. Đặc biệt hàng chục nghìn chương trình tư vấn, chăm sóc sức khỏe, chương trình thiện nguyện, hỗ trợ người dân và y bác sĩ trong và sau dịch COVID-19. Những chương trình này đã truyền cảm hứng về gương người tốt, việc tốt, góp phần gắn kết yêu thương, cùng xây dựng một xã hội khỏe thể chất, sáng tinh thần.